tắt một cái em ơi chị mặc cái xanh cho chị cái kẹp. Bích ơi, Bích ơi, cho chị cái kẹp, cho chị cái nhạc lên cho nó nhạc lên cho nó vui vẻ. Nhảy người mi nhon quá mà. Cái gì mà xin giờ? Chào chị Siêm Hồng, chào chị Trang Nguyễn ạ, à. Chào chị Mộc Tâm. Mày chào Mộc Tâm đi kìa. Chào anh Mạnh Hưng. Con này đi làm mà vẫn... Con này đi làm xem. Mà vẫn vào xem tốt được. Tối nay ngủ như thế. Tối nay ngủ như thế nào? Chào anh chị Kiều Phan. Chào mọi người à, mọi người có nhìn rõ không ạ? À? Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? À? Em thấy nó hơi mờ mờ. Trang Trang, em đến trước bao giờ vậy? Này cho mình đến trước. Khỏi ước cho đến trước chị luôn. Cho đến trước chị luôn. Bật tí nhạc nhẽo lên nghe cho nó đỡ buồn nào. Vân Kiêu ơi, chị gửi hàng cho em chưa? Chị gửi hàng hôm nay là Vân Kiêu nhá. Tất cả các đơn mà chị gọi điện là chị gửi từ hôm nay rồi nhá. Mọi người ai đang xem thì ấn cho em một nút chia sẻ đi ạ. Ấn ủng hộ em một nút chia sẻ đi ạ. Bích mang iPad và cắm nhạc con đấy. Mặc áo vàng đi chị. Áo vàng chút nữa nhá. Xíu mặc áo sơ mi đã nhá. Ngồi chút cho đông đông đã. Chào Gia Bảo, chào Thanh Bình ạ. Tí nữa. Chào chị Tự Thương lấy mình ạ. Hôm nay em sẽ mặc rất là nhiều mũ sơ mi và quần ống sớm rộng các chị nhá. Quần ống sớm rộng ạ. Dạ vâng, Gia Bảo quần đẹp, quần dễ mặc mà. Chào Hải Yến Trần. Quần này dễ mặc lắm, bán rất là dễ bán luôn. Không, dáng của nó đẹp mà mát lắm. Mặc mùa hè cần đóng quần vải thôi. Quần vải dễ mặc. Đang mặc size to nên hơi rộng người, hơi nhỏ mặc size to. Size to nó thoải mái nhưng mà cảm thấy nó hơi rộng. Mọi người ấn dùm em một nút chia sẻ đi ạ. Biết là mở cho mở máy cho chị xem nào nhé. Bật cho chị ấn nhạc đi. Cái mạng này nó hơi bị... Không vào bật nhạc chữ nghe đâu. Đó, bật lên lúc đầu, bật lên đi. Bật lên để chơi đi. Bật lên để chơi rồi. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ, đông đông một chút nên tặng quà nhá. Chị Xuân Trịnh đầu lòng 8 rưỡi. Hôm nay các chị bán chị mua cho vợ cái. Tại sao lại kêu mua chịu là thế nào? Quần vải thì size M thì khoảng tầm độ 50 cân đến 52 cân đổ, 50 52 cân nhá. Nhưng mà tùy theo là chiều cao cân nặng của mọi người. Cho nhỏ đi. Quần vải có đủ size luôn, đủ size S, M, L, XL nhá. Rất là dễ mặc luôn. Size XL thì từ 58 cân nhé, 58 cân. Còn đây là mẫu đang mặc size M, 50kg. 50kg đang mặc size M. Thiếu hôm qua cũng còn cho chị. Chị phải xem gì? Có nút chia sẻ không hả chị? Có nút chia sẻ thì em mặc được. Mọi người xem có rõ không ạ? Mọi người xem có rõ không ạ? Mọi người ấn giúp em một nút chia sẻ đi ạ. Để chút nữa. Có chia sẻ đi. Có chia sẻ đi. Xem bao nhiêu người chia sẻ. Chào chị Ánh Tuyết Thúy Vân ạ.
Mọi người ơi, ấn giúp em một nút chia sẻ đi ạ. Tại vì em thấy là máy trước thì có được chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ, ủng hộ chia sẻ em đi ạ. 1m655kg thì mặc size L nhá. Size L nhá Gia Bảo ơi, 1m6 mà 1m655kg thì mặc size M nhá. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em đi ạ. Nên đông đông người xem một chút, em lại bốc tâm chơi game tiếp các chị nha. Hôm qua mới tặng được một chiếc áo thôi ạ. Hôm qua mới tặng được một chiếc áo thôi này, nên này hôm nay sẽ chơi tiếp mini game để tặng thêm mọi người áo nhá. Chào chị Suni Hiền Nam. Bật quạt cái mát. Các chị hôm nay thích em mặc mẫu gì nào? Có rất là nhiều mẫu ạ. Quần, short, dân váy, áo sơ mi, dáng quần công sở, rất là nhiều mẫu ạ. Các chị hôm nay muốn yêu cầu em mặc mẫu gì thì có mẫu vào cho các chị xem nhá. Chào Vân Bi ạ. Nhắn các chị ông nhóm là chị. Chào Ngân Kevy. Hello chị. Chào chị Suni Hiền Nam nhá. Mọi người ấn giúp em đi ạ. Chia sẻ nên đông đông người một chút, em lại chơi game với chị nhá. Lại chơi game tiếp ạ. Mai phải nghĩ ra trò gì chơi chơi mới mới một chút để cho các chị chơi. Bức cái sỏ bốc thăm hôm qua rồi nhỉ. Còn sỏ chưa chia sẻ không? Chào Thu Phạm nhá. Áo sơ mi chị. Vâng, các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Nên đông đông người xem nhá. Nên đông đông người xem. Em sẽ mặc nhiều cho các chị nhá. Các chị hôm nay mẹ chơi game tiếp nhá. Chơi game tặng áo phông tiếp các chị nhá. Tặng áo tiếp ạ. Hôm nay tặng gì nhỉ? Hôm nay vừa phông đi. Các chị ơi, comment hai số bất kỳ kèm chia sẻ 3 lần chia sẻ các chị nhá. Kèm 3 lần chia sẻ. Ai hôm nay ai chia sẻ nhiều nhất thì sẽ được tặng ngay từ đầu luôn ạ. Em sẽ tặng thẻ nạp luôn từ đầu luôn nhá. Chào chị Thái Phương Nguyễn ạ. Các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ nên nhiều lượt xem thì em sẽ bắt đầu chơi và mặc đồ cho các chị nhá. Tại vì mới hơi ít người xem quá nên là em chưa mặc đồ cho các chị ngắm được. Chào chị Nguyễn Tuyết Nhi ạ. Mất nhạc, bật nhỏ chị có nhạc lên. Chào chị An City ạ. Các chị ơi, phiếu của ngày hôm qua em sẽ bốc tiếp vào ngày hôm nay các chị nhá. Chơi game, chơi cho nó nhiệt tình. Vâng, cảm ơn chị Suri Hiền Nam ạ. Các chị chia sẻ cho em đi nhiều nhiều chút ạ. Các chị chia sẻ kèm comment các chị nhá. Comment hai số bất kỳ đi ạ. Hôm qua mới tặng được một chiếc áo thôi. Hôm nay sẽ chơi và nhìn từ đầu luôn để xem chị nào mà comment sớm thì sẽ được nhận các chị nhá. Hôm qua đông người comment quá, trôi comment nên là không nhìn thấy, một số chị cũng không nhìn thấy. Đang ít người xem. Chào chị Nguyễn Trang nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ giúp em 3 lần nhé. Tóc thì cho nó mát, nóng. Các chị comment nhiệt tình nha, comment thoải mái các chị nha, comment thoải mái đi ạ, comment thoải mái đi các chị nha, comment hai số bất kỳ nha, hai số bất kỳ cộng với cả chia sẻ 3 lần ạ. Các chị comment ba hai số bất kỳ nhá, sau đó chia sẻ lên ba nhóm bất kỳ nhá. Nếu mà lát nữa ai đoán đúng mà em có kiểm tra là không chia sẻ thì người đó sẽ không được giải đâu ạ. Nên là chia sẻ nhiều lên các chị nhá. Vừa chia sẻ trên trang cá nhân và vừa chia sẻ trên nhóm giúp em ạ. 89 không phải ạ, 17 không phải ạ, 25 không phải ạ. Hôm nay chị gửi áo cho em chưa vậy? Chị Thái Phương Nguyên ơi, hôm nay các cái đơn hôm qua và hôm trước là đều gửi hết rồi nhá chị nhá. 07 không phải, 23 không phải, 16 không phải ạ, 78 không phải ạ. Các chị comment nhiệt tình lên ạ, chia sẻ nhiệt tình lên nhá. 87 không phải ạ,
12/01/94 không phải. Các chị chia sẻ nhiều nhiều giúp em ạ. Bây giờ mới có gần 20 người xem thôi ạ. Vẫn chưa chị nào đúng ạ? 50/20/24/96. Được chưa phải? Đây là một số chẵn và một số lẻ nha các chị nhá. Một số chẵn và một số lẻ ạ. Các chị nhớ là vừa chia sẻ và vừa comment số nhá. Chia sẻ lên càng nhiều nhóm càng tốt. Cuối livestream thì em sẽ kiểm tra xem là chị nào có nhiều lượt chia sẻ vào các nhóm nhất thì sẽ được tặng cái áo phông miễn phí nhá các chị nhá. Có nhiều lượt chia sẻ vào các nhóm nhất ạ. Cô 15/02/14/41. Chưa ai trúng đâu ạ. 43. Chưa ai trúng. Mộc Tâm 10. 23 không phải ạ. 25 không phải. Cái số này lớn hơn 50 và nhỏ hơn 99 đấy các chị nhá. Bốn ba chưa trúng, 89 chưa đúng, 69 chưa đúng. Chưa ai trúng cả. Chưa ai trúng à, các chị ấn cho em nút chia sẻ nhiệt tình nhá, chia sẻ nhiệt tình các chị nhá để tăng lượt xem đi ạ. Ít lượt xem quá các chị ơi, các chị ấn cho em một nút chia sẻ đi ạ. Chia sẻ nhá, không cần phải xem. Chia sẻ giúp em đi ạ. Vừa comment vừa chia sẻ các chị nhá. Chia sẻ đi ạ để cho em tặng được nhiều quà chút nào. Qua đây tặng ít quà quá. Rồi ít quà được tặng ra các chị comment nhiệt tình đi ạ. 68 không phải, 73 không phải. 71 không phải.
chia sẻ giúp em đi ạ. À. Chiếc áo tiếp theo sẽ tặng một chiếc áo phông hoa các chị nhá. Phông hoa cực kỳ xinh nhá. Đây là quà tặng tiếp theo ạ. À. Mọi người comment giúp em hai số bất kỳ nhá. Hai số bất kỳ kèm cộng chia sẻ 3 lần ạ. À. Ai hôm nay chia sẻ vào hội vào nhóm nhiều nhất sẽ được tặng một phần quà khác ạ. À. Chị Hằng ơi cứ đợi đi, đã đợi từ năm ngoái, năm nay rồi tội gì không đợi nữa. Các chị tiếp tục comment giúp em nha, đây là tờ tiền thứ hai nhá. Mọi người nhớ là like và chia sẻ bài live stream nhá. Và nhớ theo dõi cả Nick Quỳnh, Nguyễn Quỳnh ạ. Nay chia sẻ và kết bạn nhá. Các chị tiếp tục đoán nhá. Đây em sẽ bỏ nghiêm chị Nguyễn Trang nhá. Các chị tiếp tục đoán số đi ạ. Chào Bích Phương. Tám bảy chưa đúng ạ. 15 chưa đúng. Em vút được chưa? Bây giờ có ăn chết đâu. 90, 79 chưa đúng ạ. Các chị comment đi ạ. Em thấy lượt xem càng ngày càng giảm xuống đây ạ. Các chị comment đi ạ. Comment chia sẻ giúp em nhá. Ai chia sẻ càng nhiều ít nhất là phải 3 lần và vào các hội các nhóm giúp em ạ. Mọi người chia sẻ vào các hội các nhóm giúp em nhá. 67 chưa đúng, 13 chưa đúng. 23 chưa đúng. 9436 đây chưa đúng ạ. Lượt xem càng ngày càng giảm các chị ơi, các chị chia sẻ nhiệt tình giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em để cho lượt xem nó tăng lên các chị nhá. Càng ngày lượt xem càng giảm rồi đấy ạ. Các chị chia sẻ nhiệt tình vào, chia sẻ vào thật nhiều nhóm nhá. Cuối live stream thì ai chia sẻ có nhiều lượt chia sẻ nhất nhá thì sẽ được tặng một chiếc áo phông ạ. Có nhiều lượt chia sẻ vào các nhóm nhất nhá. Ông đi đâu đấy chưa? Bích Phương em chia sẻ nhiều lắm rồi nha. Cứ ai chia sẻ nhiều nhất thì sẽ được tặng một áo phông. 28 chưa đúng, 55 chưa đúng. Ngoan mèo. Em thấy chị nhá, em có thấy chị nhá. 35, 10 chưa đúng ạ. Bốn năm hai tám sáu năm chín tám không hợp mắt xương mi vẫn chưa đúng 10, 12 xem nó cứ giảm xuống liên tục nhỉ. Các chị chia sẻ thật vào thật nhiều nhóm giúp em đi ạ. Lượt xem cứ ngày càng giảm ấy. Bây giờ chỉ có 20 người xem đi ạ. Vẫn chưa có ai đúng ạ. Cô cho chia sẻ đi. Chưa đúng các chị ơi, em thấy lượt xem càng ngày càng giảm rồi ạ. Hôm nay các chị chia sẻ cho em ít thế, em chỉ thấy có mấy lượt chia sẻ, mấy lượt chia sẻ được Bích. À, các chị ơi, nếu mà các chị trúng mà không chia sẻ thì em không tính các chị nhá. Nên là mọi người chơi thì... 116. Bao nhiêu? 116. Người chia sẻ ạ? Ừ. Sao nó lượt xem lại kém thế nhỉ? Chưa đúng ạ. Văn Nam chưa đúng, 77 chưa đúng ạ. Quyết Vũ đang xem, chào Quyết Vũ nha. Chào... Mọi người chia sẻ ít nhất 3 lần mọi người nhá. Chia sẻ giúp em 3 lần để cho được xem nó tăng nhiều nhiều lên chút ạ. À, để em bán hàng cho nó dễ nhá các chị nhá. Các chị ủng hộ em đi ạ. À. Chào chị dịch vụ nhận đất ạ. À. Chào anh ấy. 40 chưa đúng ạ. À. Chào Y Phương ạ. À. 72 chưa đúng ạ. À. Comment nhiệt tình đi các chị ơi. Comment nhiệt tình đi ạ. À. Comment nhiệt tình đẩy số lên đi ạ. À. Hôm nay có rất nhiều các mẫu các mã sản phẩm nhá. Rất là nhiều mẫu phông, sơ mi, váy. Cảm ơn cô Đạt nhá. Rất là nhiều váy và các mẫu thiết kế em sẽ ra mắt cho các chị. Nên là mọi người hôm nay khi mà xem live stream này thì không tiếc gì một cái nút chia sẻ để ủng hộ em bán hàng. Và xem các mẫu mã mới của nhà em về hôm nay ạ. 49 chưa đúng ạ, 35 chưa đúng ạ, 83 chưa đúng ạ. Y Phương ơi, đừng thả tim nữa em nhá. Đừng thả tim nữa, nó nát lắm Y Phương ơi. 63 chưa đúng ạ, 73 chưa đúng ạ. Áo em mặc có giá là 130k các chị nhá, hàng Quảng Châu ạ, 130k. Hàng Quảng Châu có giá là 130k các chị nhá. Nhìn rõ đây này. 47 chưa đúng ạ, 28 chưa đúng ạ, 69 chưa đúng ạ. 48 chưa đúng ạ, em đọc luôn nhá. Em nhìn thấy ai trúng thì em sẽ ghi bài luôn ạ, không là mọi người lại thắc mắc tại sao lại không công bằng nhá. 80 chưa đúng ạ.
39 chưa đúng, 29 chưa đúng ạ, 21 chưa đúng ạ. Mọi người ơi, lượt xem bắt đầu tăng lên rồi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình giúp em đi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. 34, 34 ạ. Đây ạ, em nhìn thấy con số 34 của chị Ngọc Thiện ạ. 34 của chị Ngọc Thiện. Đây đây, em nhìn thấy con số 34 đây rồi ạ. Để em ghi bài. Đây. Đây ạ, con số 34 chiếc áo phông này dành để cho bạn, cho chị Ngọc Thiện nha. Chị Ngọc Thiện ơi, chị đã nhìn thấy ạ. Mang chị bật máy nào kiểm tra Ngọc Thiện nào. Kiểm tra giúp chị Ngọc Thiện đã chia sẻ, đã ấn theo dõi và chia sẻ thế nào. Ngọc Thiện trước phút thứ 9 giờ. Đây 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 đây. Em đây. À chị Ngọc Thiện ơi, em sẽ kiểm tra cho chị xem nào. Ngọc Thiện phải ấn Ngọc Thiện đâu rồi. Em đây, Ngọc Thiện sẽ kiểm tra cái này, kiểm tra khó nhỉ, kiểm tra cái gì nhỉ. Đây đây đây, đợi em chút. À chị Ngọc Thiện ơi, chị đã chia sẻ chưa? Để em ấn vào nút kiểm tra chị Ngọc Thiện nào. Ấn kiểm tra kiểu thế nào nhỉ? Đâu nhỉ? Kiểm tra giúp em chị Ngọc Thiện đi. Máy tính đâu anh Trường ơi, bỏ ra kiểm tra chị Ngọc Thiện giúp em xem đã. Ấn comment chưa thì không khó nhỉ? Chị Biển Lặng ơi, em chơi tặng áo các chị nhá. Tặng được 2 áo đấy ạ. Tặng 2 áo được các chị nhá. Chia sẻ ít nhất 3 lần ạ. Chào Phạm Quốc Công nhá. Chia sẻ ít nhất 3 lần và trên các hội các nhóm ạ. Hôm nay 3 sản phẩm trở lên em sẽ phờ đi ship các chị nhá. 3 sản phẩm trở lên em sẽ phờ đi ship ạ. À, kiểm tra giúp em Ngọc Thiện nhá. Ngọc Thiện nhờ sao khó tìm ấy nhờ. Tự nhiên sao nó không ra. Ngọc Thiện nhấn phát ra là luôn chứ nhỉ. Nhấn được phát nó phải ra là luôn Ngọc Thiện chứ nhỉ. Kiểm tra giúp em đi ạ. Bình luận xem nào. Đây ạ. Một chút em sẽ kiểm tra chị Ngọc Thiện nhá. Người trúng giải thứ hai là chị Ngọc Thiện nhá. Một chiếc áo phông của nhà em, chị thứ nhất là chị Nguyễn Trang nhá. Chị thứ hai là chị Ngọc Thiện à. Các chị inbox cho em để nhận hàng các chị nhá. Inbox cho em, chị không hợp với mặt xấu lắm. Xấu rồi, xấu rồi đấy. Đây ạ. Để chị bán mỗi đầu tiên cho em mình. Mới chia sẻ nhỉ? Mới chia sẻ á? Đâu chị xem nào. Sau 1 phút. À, chị Ngọc Thiện ơi, chị vừa mới chia sẻ 1 phút xong, 2 vừa xong. Chị Ngọc Thiện ơi, chị phải chia sẻ trước khi mà chị chơi mini game này nhá. Chị Ngọc Thiện ơi, chị còn chưa ấn theo dõi em này chị Ngọc Thiện ơi. Ngọc Thiện ấn theo dõi chưa nhỉ? Không thể mặc trúng Facebook Nguyễn Quỳnh dùng cơ. Hello. Chị Ngọc Thiện ơi, chị vừa mới chia sẻ này. Được rồi, em sẽ chấp nhận tính chia sẻ này cho chị ạ. Chị chia sẻ mới được có 2 lần thôi nhá. Ít nhất là phải là 3 lần chị Ngọc Thiện ơi. 3 lần chia sẻ cơ mới được ạ. Mọi người ơi, mọi người nhớ chơi mini game thì phải chia sẻ luôn mọi người nhá. Đừng để khi nào em đọc mọi người trúng rồi mọi người mới chia sẻ là không được đâu ạ. Tại vì em nói chị Ngọc Thiện chia sẻ là ít nhất phải được 2 phút rồi đấy ạ. 1 phút hơn 1 phút để mà chị Thiện Ngọc Thiện. Bây giờ bắt đầu chia sẻ các chị nhá. Ấn theo dõi rồi. Ok Ngọc Thiện nhá. Đây ạ. Em bán mở hàng áo vàng này các chị nhá. Mở hàng áo vàng này luôn ạ. Chị nào nhanh tay đặt hàng cho em nhá. Áo vàng hàng Quảng Châu này có giá là 120k thôi ạ. Chỉ bán giá 120k thôi các chị nhá. Đây là hàng Quả Châu đấy ạ. Đây là cái set váy mà em đăng lên trên Facebook để trên Facebook cho các chị đấy ạ. Sao không chia sẻ được vào hội em? Dạ em không biết ạ. Chị ơi, áo này em đang bán là có giá là cho chị 120k để chị ghi bài nào. 120k đi. Sơn áo phông này có giá là 120k chị nhá. Chị ơi em bán quần áo, chị ơi người chỉ bán quần áo thôi ạ. Tại em vào liền là em ấn liền luôn. Ok Ngọc Thiện nha, thế thì em inbox cho chị nha. Em inbox cho chị để nhận nha. Đấy cho chị 120k đi. Chị ơi em bán sản phẩm đầu tiên nha. Đó là một chiếc áo phông ạ. Áo phông nha. Áo này đang hot nhất thị trường hiện nay đi ạ. Đang hot nhất hiện thị trường hiện nay nha. Và chỉ có giá là 120k thôi ạ. 120k thôi các chị nha. 120k chiếc áo này thôi ạ. Chân váy là 150k các chị nhá. Đang là hot nhất hiện nay đây ạ. Chân váy này ở bên trong có cả quần váy các chị nhá. Nên các chị mặc rất là năng động và tiện lợi luôn ạ. Rất là tiện luôn nhá. Em mở hàng cho nè. Cảm ơn cô Đạt nhá. Cô Đạt ơi mở hàng cho chị áo này nhá. 120k thôi ạ. 120k nhá. Cô Đạt mở hàng ở đây chị chắc đắt hàng lắm đây. Cho cho chị xin số điện thoại đi cô Đạt ơi. Đây ạ. 120k và chân váy là 150k các chị nhá. Một set này chỉ có giá là 270k thôi ạ. 270k các chị nhá. Rất là dễ mặc luôn ạ. Đây là hàng Quảng Châu các chị nhá. Em không bán hàng may ở Việt Nam nhá. Đây ạ, đây là hàng Quảng Châu các chị nhá. Rất là dễ mặc luôn ạ. Chỉ còn có một em vàng duy nhất này thôi ạ. Chị nào ưng thì đặt hàng cho em nhá. 120k. 120k các chị nhá. 120k thôi ạ. Ấn nút chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em các chị nhá để cho lượt xem càng ngày càng tăng lên đi ạ. 120k em áo vàng này các chị nhá. Chân váy là 150k. Em mặc nốt áo này chuyển sang váy các chị nhá. 150k đây ạ.
Ok cô Đạt. Cảm ơn cô Đạt nha. Cô Đạt cho chị xin số điện thoại nha. Cho chị xin số điện thoại đi. Bao nhiêu áo không, áo không, áo khoác không nào biết để nhịn thịt nhỉ. Đấy, áo không, áo khoác là đấy. Không bé đấy nha chị. Nhỏ nhỏ đấy. Chia sẻ rồi. Chào cả, chào Su Su. Cô Đạt kìa em ơi. Cô Đạt áo vàng. Không cho Đạt không mới. Cô Đạt không mới. Mạng lag quá ạ. Thanh Loan vàng 120k kìa. Bảo Phúc. Váy trên kênh này bao nhiêu? Chị ơi, đây là váy thiết kế ạ. Đây là váy thiết kế nhà em nhé. Có giá là 250k. Kìa, Bảo Phúc kìa. Váy trên kênh kìa. Mạng lag quá kìa. Đài cho chị này, Cu Đạt này. Cu Đạt này, Thanh Loan này. Áo vàng nhá. Áo vàng này mã 01 nhá. Cu Đạt Thanh Loan này. Thanh Loan. Em chuyển sang một mẫu váy bầu bí con trai này không chị? Chia sẻ rồi mà. À chị Hà Trang ơi, không sai chị Hà Trang nhá. Áo này không có sai đâu ạ. À dạ vâng ạ, vâng. Xem váy von trend được không? Đây ạ, à, áo phông này là phờ đi size các chị nhá. Phờ đi size rất dễ mặc luôn ạ. Từ 58, 59, 60 cân đổ xuống các chị mặc được hết nhá. Từ 58, 59 cân ạ. Chỉ có 120k thôi các chị nhá. Chỉ có 120k thôi ạ. À. Em sẽ thay mẫu cho các chị nhá. Chỉ có 120k thôi ạ. À. 120k cho em áo này thôi ạ. À. Em thay tiếp một mẫu cổ phông cổ tim các chị nhá. Phông cổ tim hàng Quảng Châu ạ. À. Một mẫu phông cổ tim hàng Quảng Châu. Đây ạ, à, em thay tiếp một mẫu phông cổ tim hàng Quảng Châu các chị nha. Có quần ống rộng mới em đặt đâu chị? Đây, quần ống rộng đây em ơi, quần ống rộng mới em đặt đây. Có phải quần này không? Đây là quần ống rộng đây nhá. Chân váy mà. À Hà Trang ơi, chân váy là gì đấy? 50kg mặc vừa nhá, 50kg mặc thoải mái nhá. 50kg mà người thấp thì mặc size M nhá, mặc size M nhá. Cả bộ 50kg thoải mái Hà Trang ơi, thoải mái luôn nhá. Rất là dễ mặc luôn nhá. Chân váy cả bộ này chỉ cả set này chỉ có 270k thôi. À áo vàng chị Nguyễn Bình ơi, áo vàng có màu trắng và màu vàng chị nhá. Màu trắng và màu vàng ạ. À. Có hai màu đó là màu trắng và màu vàng các chị nhá. Trắng em còn đang cháy hết sạch cửa hàng ở quán đấy ạ. À. Màu trắng em đang hết sạch các chị nhá. Các chị nào ưng thì cứ đặt hàng đi ạ. À. Ngày mai em có hàng, ngày mai xà, chiều mai em có hàng về cho các chị nhá. Đây ạ. À. Em qua một mẫu áo phông cổ tim các chị nha. Áo phông cổ tim hàng Quảng Châu ạ. À. Phông cổ tim hàng Quảng Châu các chị nha. 120k thôi ạ. À. Váy kẻ caro hồng đi chị ơi. Các chị ơi, các chị đợi một chút ạ, à, đợi một chút nha. Cái này có vẻ hơi thấp cho chị cái gì bốn chân để nó cao cái này nên chị không phải cúi người xuống ấy, nó phải cúi khó chịu lắm. 34. Áo vàng chị Nguyễn Bình, cả bộ Hà Trang ơi, cả bộ Hà Trang mặc thoải mái nhá. Đây ạ, à, mẫu phông cổ tim này em đang mặc các chị nhá. 120k hàng Quảng Châu các chị nhá. 120k hàng Quảng Châu ạ, à, rất là dễ mặc luôn nhá. Cổ tim này còn lấy màu ở ít thôi. Cổ tim có hai màu. Hết sạch màu rồi, còn hai màu gì? Trắng rồi. Ơ, hết sạch không màu nào á? Mẫu này này. Chị để đây có hai màu trắng thôi. Có mà thì nhiều mà. Hết rồi ạ. À? Vậy cái này mới về hết rồi đấy. Đây ạ, à, các chị nhá, đây là một mẫu cổ tim mới nhà em nhá. Cổ tim mới về hàng Quảng Châu nhá. Rất là dễ mặc và dễ phối luôn ạ. À. Cả set chỉ có 270k thôi các chị nhá. Hiện tại em còn đúng hai cái màu trắng nữa ạ. À. Đúng hai cái màu trắng các chị nhá. Mùa này mặc rất là dễ mặc và mát luôn ạ. À. Chất điệu hàng phông, hàng cốt tông rất là thích luôn ạ. À. Các chị cao lên. Đấy. Rồi. Cho cái gì cao lên, cho cái hộp giấy này vào đây. Đợi em chút. Cao lên cho cái gì nó chắc hoặc đấy rét trong đấy. Các chị đợi em một chút ạ, đợi em một chút ạ. Mềm sau dĩ dứng không dĩ dứng, nó cao lên. Các chị đừng rời mắt khỏi màn hình nha. Hôm nay em sẽ về rất là nhiều mẫu đây ạ. Về rất là nhiều mẫu các chị nha. Các chị có thấy nó chóe không ạ? Để tắt cái điện này hôm qua. Nhìn dễ hơn đây ạ, à, áo phông nhá, áo phông cổ tim màu trắng các chị nhá, có đủ màu đây ạ, à, màu trắng, màu đen, màu hồng, màu da. 120k các chị nhá, 120k các chị nhá.
120k rất là dễ mặc luôn ạ. Các chị phối với chân váy, phối với quần sọc nhá. Vừa trẻ trung lại rất là dễ mặc luôn ạ. Bao nhiêu từ 58, 57, 58 cân đổ xuống các chị mặc được hết nhá. Rất là dễ mặc luôn ạ. Một em áo trắng rất là xinh luôn nhá. Em chuyển sang mẫu váy thiết kế đây cho các chị ạ. Đây ạ. Váy thiết kế các chị nhá. Váy thiết kế con hoa này có hai màu ạ. Có hai màu các chị nhá. Có hai màu, màu trắng và màu nâu các chị nhá. Màu trắng và màu nâu ạ. Rất là tây luôn các chị nhá. Có đủ size SM cho các chị ạ. Tầm 58 cân đổ xuống nhá. Các chị mặc thoải mái nhá. 58 cân, 58, 59, 60 cân các chị đều mặc được nhá. Đây ạ. Rất là dễ mặc các chị nhá. 58, 59 cân các chị đổ xuống cũng thể mặc được ạ. Màu trắng và màu trắng và màu nâu nhá. Có ai đang xem không ạ? Các chị đang xem chấm cho em một cái đi ạ. Ai đang xem em không thấy ai comment gì cả. Mọi người chấm cho em một cái đi ạ. Mọi người chấm cho em một cái để em đang biết là mọi người đang xem các chị nhá. Đây ạ. Em sẽ hôm nay giới thiệu rất là nhiều mẫu váy cho các chị ạ. Toàn là những siêu phẩm thôi. Các chị mặc nên chỉ có đẹp và trẻ thôi ạ. Váy này có giá là 240k, 240k thôi. Váy này chỉ có 240k thôi các chị nhá. Mà cái màu này nó rất là sang đi ạ. Màu nâu tây này rất là sang đi ạ. Các chị ai lấy mã này thì có thể comment số điện thoại xuống dưới giúp em với ạ. Mã đang mát hay sao mà lượng người xem thì nó giảm rụt xuống nhỉ. Mọi người ơi, mọi người có xem rõ không ạ? Mọi người có xem rõ, nhìn có rõ quần áo không ạ? Hay là mạng nhà em nên nó yếu quá mọi người không xem cái gì ạ? Chào chị Nguyên lém lỉnh ạ. Chào chị Du Du Hạnh. Mọi người ai đang xem mà nhìn rõ thì mọi người chấm cho em một câu là nhìn rõ các chị nhá. Nhìn rõ và ấn giúp em một nút chia sẻ ạ. Người xem đang tụt xuống đấy ạ. Ok, Oanh Thị Kiều Phan nhá. Và cho mình xin số điện thoại để mình chốt đơn nhá. Oanh Thị Kiều Phan lấy váy này size S này. Chào chị Xuân Nguyễn ạ. Váy này có hai màu các chị nhá. Hai màu đủ size SM ạ. Hàng thiết kế đủ size SM các chị nhá. 240k các chị nhá. Ok, bạn Anh Phan nhá. Bạn Anh Phan cho mình xin số điện thoại để mình chốt đơn hàng nhá. Đây ạ. Hai màu này mặc lên rất là tây các chị nhá. Vừa bị nát chị ơi. Chắc là thế rồi, mạng hôm nay nó yếu hay sao ấy. Nào nó cũng bị nó nóa. Cảm giác nó hơi khó nhìn. Vừa có ai đừng đâu. Chỉ mua rồi thôi. Này, nó có mạng nó nát. Nát. Cái gì con? Cần đi ra đây mà. Dạ em nghe đây ạ. Đây ạ. Nóa nhỉ. Cái bị nó nóa nhỉ. Xem đầu đi. Xem đầu ạ. Nóa chào chị Giật Thảo ạ. Chị nào lấy mẫu váy này thì có thể comment số điện thoại xuống dưới nhá. Chỉ có 240k thôi. Mẫu này là mẫu thiết kế đấy ạ. Lại gần cho các chị xem chất vải nhá. Các chị ơi, các chị có xem rõ không ạ? À? Mọi người có xem rõ không ạ? À? Mọi người ai xem rõ thì chấm cho em một cái là rõ mọi người nhá. Cho chị cái sọt nữa đi. Tự nhiên nó cứ nát nát, mạng nó cứ giật giật. Xem rõ không? Xem nhìn rõ không? Để em thay xong mẫu khác cho các chị xem nhá. Các chị muốn xem mẫu nào thì có thể comment xuống dưới giúp em nhá. Rõ mà, rõ chị ơi. Ô thế à, chị này cứ sợ mờ cơ. Tại thấy mọi người chẳng thấy ai trả lời gì cả. Mọi người ơi, chia sẻ nhiệt tình nha. Chia sẻ nhiệt tình thì cho lượng xem tăng lên để em bán hàng có dễ mọi người nhá. Tại vì ít lượt xem quá nên là sẽ rất là khó bán đấy ạ. Đây nhá, phòng nhà em có rất là nhiều hình luôn ạ. Đây ạ. Toàn những cái phông trẻ đẹp rất là dễ mặc các chị nhá. Đây là những cái phông dáng rộng đây ạ.
không dáng rộng trẻ đẹp các chị nhá, rất là dễ mặc luôn đây ạ. Ô, hôm nay quần ống sớm sao rồi mình hết sớm hết quần ống sớm rồi nhỉ. Kia 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 cho em cái kia kia vào. Các chị đừng nói mắt vào màn hình nha, em sẽ thay đổi mẫu cho các chị ạ. À, chị vai đi chị. Đầm bao nhiêu vậy chị? Chị Nguyễn Thị Gái ơi, đầm là 240k các chị nhá. Đầm thiết kế có giá là 240k. Đầm thiết kế có giá là 240k các chị nhá. Em thêm một mẫu đầm xanh các chị nhá. Thêm một mẫu váy von hoa mà có ren ở dưới các chị nhá. Váy kẻ đi. Các chị ơi, đây là set váy kẻ thôi ạ. Đây là set váy kẻ nhá. Đây là set thôi ạ. Đây ạ. Đó là set váy kẻ nhá. Váy này 220k. Các chị ơi, váy xanh mà em đang mặc này có giá là 220k nhé các chị nhá. Hàng thiết kế 220k thôi ạ. Chị nào lấy thì có thể comment số điện thoại xuống dưới giúp em với ạ. Váy hàng thiết kế mặc lên cực kỳ thoải mái luôn đấy ạ. Mọi người tích cực chia sẻ và like và chia sẻ vào giúp em nhá. Cuối live stream ai có lượt chia sẻ nhiều nhất thì sẽ được tặng một áo phông nhá. Ai đang xem thì có thể chấm xuống dưới giúp em một chấm đi ạ. Lượt xem cứ ngày càng giảm đi ạ. Đây chị ơi, áo chấm bi làm sao nhá. Cái này mà mặc với chân váy hoặc là quần Âu được rất là đẹp đấy ạ. Đấy, sắn tay áo lên. Áo chấm bi này nó thiết kế rất là đơn giản nhưng mà mặc lên thì rất là xinh đấy ạ. Lát thì em có thể, lát thì em sẽ mặc lên cho mọi người xem nhá. Áo này chỉ có 150k thôi ạ. Đây mọi người có thể xem xét vải nhá. Tất cả hàng bên em mặc mùa hè đều rất là thoáng và rất là mát nhá các chị nhá. Không có bí mồ hôi đâu ạ. Áo này chỉ có 150k thôi ạ. Kết hợp với chân váy hay quần Âu đều rất là đẹp nên chị nào lấy cái áo này thì có thể comment số điện thoại xuống dưới giúp em. Xét váy kẻ còn màu khác không chị? Chị ơi, chân váy kẻ còn rất là nhiều màu nhá. À chị Vivi ơi, xét váy kẻ đây còn rất là nhiều màu ạ. Đây ạ, có hai kẻ, một kẻ đỏ và kẻ đen. Kẻ đỏ và kẻ đen chị nhá. Đây ạ, kẻ đỏ và kẻ đen các chị nhá, 130k một set thôi ạ. 130k một set cho kẻ đỏ và kẻ đen này các chị nhá, 130k thôi ạ. 130k các chị nhá. 130k cho một set váy đỏ này ạ. Các chị cứ ngắm đi nhá. Chị nào ưng thì đặt hàng cho em qua tin nhắn chụp màn hình lại cho em nhá. Đây ạ. Ngoài kẻ ra còn có cả mẫu hoa các chị nhá, chỉ có 130k cả một set này thôi ạ. 130k một set các chị nhá, 130k một set ạ. Đây ạ, có hoa vàng này, hoa đỏ này, hoa xanh này, 130k một set các chị nhá, 130k thôi ạ. Chị Vivi ơi, bầu mặc được nhá, chị bầu bao nhiêu tháng rồi ạ? Chị bầu bao nhiêu tháng rồi chị Vivi ơi? Chị bầu bao nhiêu tháng rồi ạ? Và rất là dễ mặc luôn các chị nhá. Cái mẫu suông đấy thì các chị có thể mặc bầu cũng được mà mặc đơn giản, trẻ trẻ cũng mặc được nhá. Rất là dễ mặc luôn ạ. Đây chị Vivi ơi, mẫu này bầu chị cũng có thể mặc được nhá. 6-7 tháng chị mặc thoải mái ạ. Rất là dễ mặc, mà bầu cũng mặc được mà không bầu cũng mặc được ạ. Rất là dễ mặc các chị nhá.
Chị ơi, 7 tháng chị mặc được đấy ạ. À. Em giới thiệu thêm với các chị đó là một mẫu trễ vai tay bèo nhá. Một mẫu áo trễ vai tay bèo ạ. À. Trễ vai tay bèo có 3 màu nhá. Màu đỏ, màu cam này, màu nâu tây này, màu nâu nhạt này và màu trắng ạ. À. Mẫu bèo này, áo chị đang mặc bao nhiêu? À. Chị Ngọc Thiện ơi, áo của em đang mặc có giá là 150k các chị nha. Áo của em đang mặc có giá là 150k, có một có chỉ có đúng 2 chiếc thôi, là màu trắng và màu hồng nhá. Cho chị màu hồng đi. 150k chị áo sơ mi hàng Quảng Châu cao cấp được các chị nhá. 150k áo sơ mi hàng Quảng Châu cao cấp ạ. À. Chỉ còn có 2 chiếc màu trắng em đang mặc và một chiếc là màu hồng các chị nhá. Một chiếc màu trắng và một chiếc màu hồng ạ. À. Chất liệu là hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Chất vải rất là cực kỳ là đẹp luôn ạ. À. Chỉ có 150k thôi các chị nhá. 150k thôi ạ. À. Đúng hai em là một em màu trắng và một em màu vàng các chị. Một em màu trắng, một em màu hồng. Một vâng, vâng ạ, à, chị Vivi, để em xét đỏ thì em inbox nha. Vâng ạ, à, chị Vivi. Chị inbox, chị cứ chụp màn hình lại inbox cho em ạ. À. Các chị ơi, ấn cho em một nút chia sẻ đi ạ. À. Chia sẻ nhiệt tình đi các chị ơi. Một chút là em sẽ chia sẻ và đây ạ. À. Mẫu này của em nhá, rất là dễ mặc luôn ạ. À. 55, 56, 57 cân các chị mặc thoải mái nhá. Chất liệu cực kỳ sung, cực kỳ rất là thích luôn ạ. À. Chỉ có 150k thôi nhá, và còn đúng hai em là màu trắng và màu hồng ạ. À. Các chị mặc đi làm công sở phối với quần vải nhá. Phối với quần vải là cực kỳ là tây luôn ạ. À. Rất là dễ mặc luôn nhá. Rất là dễ mặc luôn ạ. À. Đây ạ. À. 150k nhá, còn đúng hai em duy nhất ạ. À. Ok chị Thúy Niêu nha, chị Thúy Niêu ơi, chị cho em xin số điện thoại đi ạ. À. Chị thị Nguyễn Thị Thúy nữa, chị có số điện thoại chị ấy nhỉ, cái nhỉ? Chị Niêu ơi, chị cho em xin số điện thoại đi ạ. À. Cho em xin số điện thoại em chốt đơn cho chị nhá. Cho em xin số điện thoại em chốt đơn cho chị ạ. À. Set đỏ 1m57 mặc tới đâu? Chị ơi, 1m57 chị mặc tới đầu gối nhá. Mẫu này 1m57 chị mặc tới đầu gối ạ. À. 1m57 chị mặc tới đầu gối nhá. Hết màu trắng chị nhá, chị Thúy Niễu. Chị Thúy Niễu thì Niễu ơi, chị cho em số điện thoại đi ạ. À. Hoặc là chị có thể inbox cho em nhá, chị có thể inbox trực tiếp cho em ạ. À. Inbox trực tiếp cho em nhá. 0974 0974 473515. Đây ạ. À. Màu hồng này còn tây hơn cả màu trắng đấy ạ. À. Còn một chiếc màu hồng này các chị nhá, em mặc bán nốt cho các chị đi ạ. À. Một chiếc màu hồng các chị nhé. Rất là dễ mặc luôn. Cho cái sơ mi để vào túi luôn. Đây ạ. À. Đây màu hồng đây các chị nhá. Màu hồng đây ạ. À. Màu hồng đây ạ. À. Chào chị Hiếu Nguyễn nha. Anh chờ em xin công luôn. Đây ạ. À. Rất là tây luôn các chị nhá. Ok chị Vivi ạ. À. Vâng, ok chị Vivi nhá. Thoải mái luôn chị ạ. À. Chị mặc bầu 7 tháng chị mặc được rồi. Đang bận lắm. Làm sao? Cô nhăn đâu? Chúc mà nào hỏng rồi mà chị không, không mà nào hỏng hôm sau thì mang chị nào. Bà này chị vừa mang dưới mỹ trì về bị hỏng rồi. Đây ạ, à, đây là kẻ hồng các chị nhá. Đây là một chiếc kẻ hồng, sơ mi kẻ hồng đây ạ. À. Chỉ có 150k thôi nhưng mà cực kỳ là tây luôn các chị nhá. Chất liệu được cực kỳ sướng luôn ạ. À. 150k cho em kẻ hồng, em kẻ hình tam giác hồng đấy nhá. Cứ nhảy người. Không các chị ơi, các chị tiếp tục chia sẻ vào các nhóm hội nhóm giúp em với ạ. Chị nào cuối livestream sẽ tổng kết xem chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng một cái áo phông đi nhá chị nhá. Chị nào có lượt chia sẻ vào các nhóm nhiều nhất ạ. Có quần jean baggy không chị? Ờ, nhà em có quần vải baggy đấy chị ạ. Nhanh.
đây còn một cái đây. Vẫn còn một cái Peggy riêng đấy nhá chị nhá. Chị Nguyễn Thị Gái. Chị ơi, đây vẫn còn một cái quần riêng Peggy, còn duy nhất một cái nhá. Quần này 270k nhá, đây chất vải cực kỳ xịn luôn ạ. Còn một chiếc Becky hàng duy nhất một chiếc xuất khẩu thì em bán nốt các chị nha, 270.000 thôi ạ, xả nốt 270.000 nhá. Chờ xem nó chỉ con này. Các chị tiếp tục chia sẻ vào thật nhiều nhóm giúp em với ạ. Chia sẻ vào thật nhiều nhóm nhá. Cuối livestream em sẽ tổng kết, chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì sẽ tặng một cái áo phông nhá chị nhá. Đây là chị ơi, mẫu chế vai chấm bi này nhá. Chế vai chấm bi thì có 3 màu ạ. Có 3 màu, màu trắng, màu chấm bi vàng và chấm bi bỏ cam nhá. Năm nay màu cam rất là ăn màu đấy ạ. Màu cam rất là ăn màu các chị nhá, rất là ăn màu đấy ạ. Mặc rất là dễ mặc luôn nhá. Rất là ăn màu ạ. Chỉ có 120k đấy các chị nhá. 120k thôi ạ. Mặc rất là cái tây ạ, các chị có thể mặc ở trên vai ạ. Ở trên vai cũng được và các chị trễ vai ra cũng được nhá. Rất là dễ mặc luôn ạ. Đây ạ. Đây ạ. Em sẽ mặc mới cho các chị nhá. Chị nào ơi được inbox cho em nhá. Đây ạ. Màu vàng đây ạ. Rất là nổi và tôn da luôn nhé các chị nhá. Đây. Chào chị Thỏ nhoi nhoi ạ. Đây ạ. 120k các chị nhá. 120k màu vàng ạ. Màu trắng ạ. Đây ạ. Màu vàng, màu trắng ạ. Ai đang xem livestream muốn xem mẫu nào thì có thể chấm xuống dưới và comment mẫu muốn xem nhá. Áo phông, quần hay là chân váy mọi người có thể comment xuống dưới giúp em đấy ạ. Em sẽ thử mẫu cho mọi người xem ạ. Và mọi người bớt chút thời gian chia sẻ livestream giúp em với ạ. Em chào chị Thu Huyền, chào chị nhỏ nhoi, à thỏ nhoi. Linh Ruby. Chị ơi em có quần cặp cao chị nhá. Vâng ạ, à, chị Tiên Anh ơi, chị Tiên Anh cho em xin số điện thoại nhá. Chị Tiên Anh cho em xin số điện thoại đi ạ. À. Cho em xin số điện thoại các chị nhá. Cho em xin số điện thoại đi ạ. À. Chào anh Su, váy đẹp không? Váy dáng suông các chị nhá. Váy dáng suông của em đang mặc đây ạ. À. Hàng Quảng Châu các chị nhá, chất liệu cực kỳ sướng luôn ạ. À. À, chị Tiên Anh ơi, chị cho em xin số điện thoại nhá. Tiên Anh. Các chị có thể chụp được màn hình và inbox lại cho em nhá. Đây ạ. À. Đây thêm một váy suôn này các chị nhá, mùa hè này các chị mặc váy suôn này cực kỳ thoải mái luôn ạ. À. Rất là dễ mặc nhá, cho các chị từ 55, 56, 57, 47, 48 cân đổ lên các chị mặc được hết nhá. Rất là dễ mặc và mát luôn ạ, à. Mùa này các chị mặc cực kỳ mát và tây luôn. Đây ạ, à, trẻ trung nhá, từ 30, 35 tuổi các chị đổ xuống các chị mặc được hết ạ, à. Trẻ cũng mặc được. Chào anh Su, anh Su lên đất hàng không? Ờ, con này được, khen người đẹp là được. Đây ạ, à, váy của em đang mặc các chị nhá. Váy của em đang mặc có hai màu ạ, à, đó là màu đen và màu trắng nhá. Màu đen và màu trắng ạ. À. Màu đen và màu trắng đấy, rất là dễ mặc luôn ạ. À. Đây ạ. À, cực kỳ tây luôn nhá, màu đen và màu trắng nhá. Chị Tiên Anh kìa, màu chấm bi màu cam lúc nãy chị mặc ấy. 0168 361 7442. Chấm bi màu cam. Chấm bi màu cam. Mai về làm thiếu ngay từ đầu luôn. Ok anh Su nhá, ok anh Su, cho em màu đen. Tí chị gửi hàng cho nhá. Chào chị Phúc Nguyễn ạ. À. Đây chị có bỏ đây.
lượt xem, mọi người lượt xem càng ngày xong kiểu như cứ mới hôm đầu mình livestream thôi nhá. Yêu xem rất là nhiều xong mấy hôm sau giảm. Tay cô luôn. Nói đây nói chuyện với các chị đi, người xem giảm xuống được khỏi bán hàng luôn. Đây nói chuyện luôn. Tí là ai thích mẫu nào? Em chào chị Lê Hồng à, chào chị Phúc Nguyễn nha. Mọi người là xem giảm số hôm nay mọi người này bỏ em đi đâu hết rồi. Thư đi tử máy. Không ai xem, còn nói chuyện với các chị này. Anh Su ơi, Angoli chia sẻ nè chị. Chào Sunny Sambani nhá. Có rất là nhiều mẫu váy và quần áo đây, nhưng mà hôm nay tại vì mọi người được xem nó hơi bị ít một chút nên là ngày mai em sẽ chơi game mạnh luôn ạ, chơi game Nhật nhiều luôn để cho lượt xem tăng lên rất là nhiều. Sau đó em sẽ bán hàng cho nó dễ các chị nhá. Tại vì hơi ít lượt xem quá nên là bán hàng nó hơi khó ấy. Mọi người cứ xem một lúc xong rồi nó lại mạng em, hôm nay mạng em lại yếu nữa. Nên là nó cứ đơ đi đâu ấy là ngồi một lúc là em lại nười, em lại nai, em lại nười. Chào chị Trần Thị Mỹ Ly ạ, à. Chào chị Nguyễn Thảo ạ. À. Một muộn này mọi người, hôm nay 9 rưỡi rồi. Đây hơi dài đúng không? Đây hơi dài. Không biết mùa hè đến đâu là các chị đang có nhu cầu mua cái gì đây à? Trang Ngọc Lan nhá, chị Trang Ngọc Lan. Có phải nhắn tin cho Ngọc Lan xong lại quên đi, quên luôn. Trang Ngọc Lan. Cho Thu vào đi. Các chị ơi, cái mẫu mà em đang mặc này chỉ có 130k một set thôi nhá. Cả áo lẫn cả váy ạ. Cái dây này thì mình có thể điều chỉnh được ạ. Chỉ có 130k một set thôi nhá các chị nhá. Em chào Đỗ Thư Thảo ạ. Các chị ơi, cái set em đang mặc chỉ có 130k thôi các chị nhá. Kèm cả áo và cả váy ạ. Hai cái này là rời nhau nhá, áo riêng và váy riêng ạ. Chỉ có 130k thôi ạ. Chị nào lấy thì comment xuống dưới giúp em số điện thoại nhá. Cái váy này mặc rất là xinh nhá, có thể đi chơi đều được ạ. Đi chơi đi làm đều được ạ. Chị chia sẻ ít quá. 18 người xem rồi. Các chị tiếp tục chia sẻ giúp em đi ạ. Tiếp tục chia sẻ vào các hội nhóm để cho người xem lượt xem nó tăng lên đi ạ. Chị nào ưng mẫu này không ạ? Chào em nha, đợi một chút nha. Mạng chị lát lắm, chị thấy nó quay yếu lắm. Để em thoát em vào lại các chị nhá, để em thoát em vào lại.